Hello, xin chào mọi người, mình là An Trần. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Và đây sẽ là chiếc Q&A thứ hai của An Trần. An sinh năm bao nhiêu thế ạ? An Trần sinh năm 2004. Làm sao để ngừng mê An đây ạ? Tốt nhất là nên không ngừng. Cứ mê đi. An Trần có mấy anh chị em? An Trần có một người anh trai. Những món ăn yêu thích của An? Thấy ăn gì cũng thích. Nhưng mà thích nhất phải là sushi, dim sum, phở, bánh mì. Chị biết chị Madeline kiểu gì vợ? À, Thảo Bình là hàng xóm của mình. Shout out to Thảo Bình. Bài này là bài gì thế ạ? Hay quá An ơi. Bài này là bài September in the Rain. Đây cũng là một trong những bài nhạc jazz An thích nhất. Mọi người check it out. Nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế yêu thích. Con này khó quá. An nghe rất nhiều loại nhạc và An thích rất nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà thực sự thì câu hỏi này quá là hóc búa. Ở Việt Nam thì An thích Grady, Mỹ Anh, Van Evans. Six and a half hours later. Nhiều lắm, nói chung là An không thể nào ngồi đếm hết được. mới biết em và follow em hôm qua, cảm giác như là follow FKJ vậy. Đọc được cái response này em vui quá. Em sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều để giỏi như FKJ. Cảm ơn mọi người. Chị biết ba của em trước rồi biết em lúc trên người bí ẩn nè. Love you. Từ lúc còn nhỏ, con đã được ba mẹ cho nghe nhạc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Con rất là hâm mộ chú. Và đến bây giờ, con dù là con gái nhưng con vẫn mong muốn trở thành một người nghệ sĩ giống như chú. Con chính là nghệ sĩ Trần. Chơi kèn saxophone. Trần chơi kèn saxophone. Cái tên dài ha. Mà cái giọng thì thào thở nhẹ, không biết có thổi nổi không. Tôi yêu ra. Mình nghĩ cậu hợp với thể loại chill hop lắm đó. Thế lại chưa hot thì mình cũng đã có thử làm một vài bản và đăng lên trên TikTok cũng như là YouTube. Nên là bạn check it out. An có gợi ý nào về sách nhập môn cho người muốn tìm hiểu về jazz không? Thực ra thì có rất là nhiều cuốn sách để khi bắt đầu học jazz. Nhưng mà An nghĩ là cuốn Real Book là một trong những cuốn quan trọng nhất. Có thể nói cách khác là cuốn quan trọng nhất cho tất cả những người chơi jazz. Vì ở trong đó có hầu hết các bản nhạc classic, jazz classic, tất cả những bản jazz mà ai chơi jazz cũng phải biết và phải thuộc. Nên là Real Book. Chị với chị Mỹ Anh quen nhau như thế nào vậy ạ? Mình và Mỹ Anh biết nhau qua anh Van Evans. Lúc lần đầu tiên mà mình thấy Mỹ Anh là qua điện thoại của Van Evans. Đó là Van Evans đang gọi cho Mỹ Anh thì mình có thấy Mỹ Anh và mình chào Mỹ Anh. Nhưng mà lần đầu tiên mình gặp Mỹ Anh là lần mình ra Hà Nội để biểu diễn. Thì mình có hẹn với Mỹ Anh ở một cái chỗ triển lãm tranh. Thì đó là nơi hai chị em gặp nhau lần đầu tiên. Rồi sau đó có đi diễn cùng nhau nữa ở At The Theater ở Sài Gòn. Và hai chị em cũng có đi chơi. Đáng ra là còn diễn ở Hà Nội cùng nhau nữa. Nhưng mà vì dịch Covid nên là hai chị em không được gặp nhau.
Bạn mặc quần áo chất thực sự bạn mua ở đâu vậy ạ? Quần áo mặc hàng ngày của An thì thực ra thì An đi chơi, An thấy bộ nào đẹp thì An mua thôi. Nhưng mà trong tủ của An có nhiều nhất là đồ của Paradise for Sài Gòn, rồi đồ của Dirty Coins và đồ của Lazy Think. Trong tủ của An có nhiều đồ của những hàng đó nhất. Just a simple question. How's your week? Mine was great. Thank you for asking. Ủa An có hay tập kèn lúc đêm không? Có. Trong khoảng thời gian mà An biến mất và mọi người không thấy An trên YouTube nữa, là khoảng thời gian mà An đang phải học online, thì cái lịch học của An nó có hơi bất thường một chút. Tức là An học từ 8 đến khoảng 9 giờ cho đến 1-2 giờ sáng, sau đó An nghỉ một xíu, rồi An phải học từ cỡ 4-5 giờ đến tận khoảng 11-12 giờ trưa hôm sau. Đó là lịch học của An. Và có những lúc An phải tập kèn lúc kiểu tờ mờ sáng 2-3 giờ sáng. Khá lạ. Nhưng mà mọi người trong nhà cũng quen, vì well, phải chấp nhận nó thôi. Shred saxophone đi bro. Chị có dự định làm một bài nhạc nào đó không? Thực ra thì trong máy đã có rất nhiều bài, nhưng mà mình chưa có cho ai xem thôi. Stop it. Get some help.